Dấu hiệu và cách chữa bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới. Thưa các bạn, viêm đường tiết niệu ở nam giới gây ra tình trạng ngứa rát, bất tiện, khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày và nguy cơ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy dấu hiệu của viêm tiết niệu là gì và các quý ông nên xử lý như thế nào? Viêm tiết niệu là gì? Viêm đường tiết niệu hay nhiễm trùng đường tiểu là một bệnh lý viêm nhiễm xảy ra ở đường tiết niệu do vi khuẩn gây ra. Tình trạng viêm nhiễm này thường không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh vào giai đoạn đầu, nhưng có thể gây đau rát và khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt đối với những trường hợp vi khuẩn kháng lại các thuốc điều trị thông thường thì triệu chứng thường nặng hơn và khó chữa hơn. Bệnh thường phổ biến hơn ở phụ nữ, tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị sớm thì nam giới cũng có nguy cơ gặp phải nhiều biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí là vô sinh. Triệu chứng viêm đường tiết niệu ở nam giới. Khi mắc bệnh viêm đường tiết niệu ở nam giới, không phải ai cũng biểu hiện những triệu chứng lâm sàng một cách đầy đủ và rõ rệt. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh nhân nam đều nhận thấy một số triệu chứng viêm đường tiết niệu, luôn cảm thấy mắc tiểu và đi tiểu nhiều lần, tiểu rất mỗi lần đi tiểu chỉ ra một ít, tiểu buốt, cảm giác bỏng hoặc rát khi đi tiểu, tiểu ra máu, nước tiểu có lẫn màu đỏ của máu, đặc biệt là khi đi tiểu gần hết hoặc trong toàn bộ lượng nước tiểu ra, đái máu cuối bãi hoặc toàn bãi, nước tiểu đục và có mùi hôi. Ngoài ra, nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở nam giới còn có một số triệu chứng đặc biệt khác. Tùy theo bộ phận nào của đường tiết niệu bị nhiễm trùng, nếu là viêm bể thận cấp tính, bệnh nhân hay bị đau vùng hông, lưng hoặc đau mạng sườn, có thể sốt cao kèm theo tình trạng run, cảm thấy buồn nôn và nôn. Nếu là viêm bàng quang, người bệnh sẽ có cảm giác tức nặng ở vùng bụng dưới, có thể cảm thấy bị đau tức, khó chịu vùng hạ vị. Khi đi tiểu, cảm thấy buốt rát và có mùi hôi. Nếu là viêm niệu đạo, nam giới có thể nhận thấy dương vật chảy ra dịch mủ, đồng thời có cảm giác bỏng rát mỗi khi đi tiểu. Viêm đường tiết niệu nguy hiểm như thế nào đối với nam giới? Viêm đường tiết niệu ở nam giới không chỉ đem đến sự bất tiện đối với sinh hoạt hàng ngày mà còn có nguy cơ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh viêm đường tiết niệu, nếu không được phát hiện chữa trị kịp thời, có thể dẫn đến viêm ngược dòng lên niệu quản và đài bể thận ở nam giới, gây viêm ống dẫn tinh, túi tinh, tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các quý ông, làm giảm chất lượng tình dục. Nam giới bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu luôn trong trạng thái ngại, e dè, mất tự tin. Khi quan hệ tình dục với bạn tình, quý ông sẽ cảm thấy đau, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sinh hoạt tình dục. Nhiễm trùng đường tiểu cũng là dấu hiệu cảnh báo đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chẳng hạn như sùi màu gà, lậu. Cách chữa viêm đường tiết niệu ở nam giới. Nguyên tắc điều trị viêm đường tiết niệu ở nam giới bao gồm diệt trừ những vi khuẩn gây bệnh và loại trừ hay hạn chế các yếu tố thuận lợi gây ra bệnh. Nếu có, thông thường những triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ dần biến mất sau vài ngày điều trị. Một số trường hợp người bệnh phải dùng kháng sinh trong khoảng thời gian dài hơn. Đối với viêm đường tiết niệu tái phát nhiều lần, thời gian điều trị thường phải kéo dài hơn hoặc phối hợp điều trị bổ sung nhiều đợt kháng sinh ngắn ngay cả khi đã hết triệu chứng. Trường hợp nam giới bị nhiễm trùng đường tiểu mà liên quan đến quan hệ tình dục, có thể thực hiện điều trị dự phòng bằng một liều kháng sinh sau mỗi lần sinh hoạt với bạn tình. Còn trong trường hợp bị bệnh trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện điều trị và sử dụng thuốc kháng sinh truyền qua đường tĩnh mạch. Nếu nam giới bị mắc bệnh viêm đường tiết niệu mạn tính, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để được theo dõi, chẩn đoán chính xác và chữa trị phù hợp đối với các bất thường của đường tiết niệu. Bệnh nhân cần thực hiện chương trình điều trị và kiểm soát các biến chứng lâu dài có thể xảy ra như suy thận. Ngoài ra, bệnh nhân có thể điều trị bằng y học cổ truyền như thuốc nam bắc qua sự chẩn đoán và theo dõi của lương y hoặc thầy thuốc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.